Sau lần hụt chân tại Ninh Bình, Dương Minh Tuyền nói gì? Cái khổ của chốn lao tù ít ai nếm trải nhiều hơn Tuyền. Anh đã phải ít nhất 2 lần ăn cơm cân áo số. Nên không ai khác, anh chính là người hiểu rõ nhất cảm giác tự do, cảm giác được sống ở thế giới bên ngoài là đất giá như thế nào. Nếu như khi còn chưa vợ con chưa gia đình, Tuyền có thể lên mạng hổ báo, gầm vang cả cõi mạng mà không sợ bất kỳ ai, có thể nổ địa chỉ cho bất cứ đối thủ nào mà không hề do dự. Thì giờ đây Tuyền đã khác. Khi đã có vợ có con, đã cảm nhận những mất mát lớn lao khi phải xa gia đình, Tuyền đã biết hạ cái tôi của mình xuống. Anh có thể giành chiến thắng trong các cuộc tỉ thí ở bên ngoài xã hội, nhưng lại thua khi về bên gia đình. Phải xa vợ xa con, xa những người thân để đi cải tạo trong chốn lao tù. Vì vậy, có những lúc nên chấp nhận thua bên ngoài xã hội để được chiến thắng. Đó là chiến thắng cái tôi để bên cạnh các con nhỏ. Vì thế, lần hụt chân này tại Ninh Bình sẽ càng khắc sâu vào tiềm thức của Tuyền. Từ một con cọp hoang, anh sẵn sàng trở thành một con mèo nhà để vợ con anh được nương tựa và bình yên. Trên Facebook, Tuyền viết: "Cuộc đời không ai biết trước được ngày mai. Hãy cố gắng trân trọng ngày hôm nay. Hãy cố gắng giữ gìn những thứ mình đang có. Hãy cố gắng khi còn ai đó quan tâm. Ngày hôm nay tôi sai, ngày mai đừng nối tiếp. Ngày hôm nay tôi trân trọng những ai đã vì tôi mà quan tâm tôi. Sau đây tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới các anh em công an thành phố Ninh Bình, tới tình cảm ý nghĩa thiêng liêng của các anh em đồng chí công an Ninh Bình. Thứ nhất, trên cương vị cán bộ và người bị tình nghi, các anh đã làm rất đúng. Thứ hai, khi hết giờ làm, trên cương vị tình người và người, các anh cũng rất ân cần lo lắng quan tâm tới những người bị liên quan được mời lên làm việc. Từ bữa cơm, giấc ngủ tới chỗ nằm. Qua đây tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những anh em đã quan tâm tôi. Đồng thời có vài lời gửi tới mọi người. Đó là: hãy đừng vi phạm pháp luật để giữ mình trong sạch. Hãy đừng sai trái để những người quen biết đau buồn. Hãy giữ mình trong sạch để những người thân mình tin yêu. Chúc anh em mạnh khỏe và thành công. Anh lại nợ em lời xin lỗi, Phạm Thơm."